Mình đã từng quan sát rất nhiều những bài tập của các đội bóng hàng đầu, nhưng mà để quay cụ thể một cái buổi tập của một đội bóng như Pau thì cũng là những lần hiếm hoi. Hôm rồi thì cũng có quay buổi tập trước trận đấu, nhưng mình nghĩ rằng đó không phải là một buổi tập mà thường xuyên Pau tập như thế. Đây mới là buổi tập mà câu lạc bộ Pau sẽ thường xuyên tập luyện trong những ngày trong tuần. Thường thường trước cái trận đấu ấy, thì thường thường các câu lạc bộ sẽ để các cầu thủ tập ở những cái bài tập nó tương đối êm để tránh những chấn thương, sẵn sàng cho trận đấu. Vào ngày thứ hai thì mình nghĩ rằng sẽ là cái ngày mà tập luyện căng thẳng hơn. Vừa rồi cái bài đá ma các bạn thấy là Hải rất ít khi vào làm ma, bởi vì Hải chân rất ngoan và thường thường không bị bắt khi không phải làm ma. Chúng ta đã được quan sát Hải bắt đầu giao tiếp và gọi tên cầu thủ. Cùng lắng nghe các bạn nhé. Changer Alex ou pas? Ben, tu veux changer ou pas? C'est 5-3-2. Non, 5-3. Nous, on a 5. Ils ont 3. Là, c'est. T'es avec les rouges? Avec les oranges qui entrent en cercle. Ok? Vas-y, à gauche, à gauche, à gauche! Vas-y! Vas-y, va, va, va! Droite, droite, droite! Ouais. 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 Bien joué! Ouais, ouais! Ouais, ouais! 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vâng, các bạn đang được chứng kiến Quang Hải nói rất nhiều tiếng Pháp, và đó có lẽ là những từ đầu tiên bằng tiếng Pháp mà Quang Hải sử dụng, đó là tên của các đồng đội cũng như là một số những từ ngữ về mặt chuyên môn cho bóng đá. Đó là điều rất tuyệt vời. Phải đến tận đây chúng ta mới được chứng kiến, được hiểu được Quang Hải hòa nhập như thế nào. Quang Hải đang giao tiếp các đồng đội bằng mọi cách, kể cả ngôn ngữ hình thể lẫn bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Anh. Nói chung là miễn làm sao để mà hiểu nhau thôi các bạn. Thực ra là trong giao tiếp như thế, miễn làm sao mà hiểu được nhau là được. Calmez les gars, calmez, ça vient.
Joue. 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 Joue